Em chào tất cả các bạn đến với kênh cây giống của ba miền các bác nhé. Thì hôm nay thì em xin phép được giới thiệu các bác một cái giống cây nó có ở Việt Nam rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì cũng khá là ít bác nghe tên tới. Mặc dù là các bác đã làm nấu ăn các thứ rất là hàng ngày và các bác có dùng cái loại trái cây này được các bác nhé. Thì tuy nhiên thì cái dòng cây này nó khá là ít được bán trên thị trường. Chính vì thế là khá nhiều bác còn mới lạ các bác nhé. Thì đó chính là cái dòng chay các bác nhé, cây chay các bác nhé. Thì cái dòng cây chay này thì nó một trong những cái dòng cây là mình vừa có thể lấy quả làm thức ăn này. Rễ cây mình có thể làm các vị thuốc các bác nhé, vị thuốc thuốc bắc đấy các bác. Ngoài ra thì cây chay còn có thể làm bóng mát rất là tốt, bởi vì là cái độ che phủ của nó các bác nhé. Và sau này khi mà cây to lên rồi thì các bác hoàn toàn có thể lấy gỗ. Nó rất là nhiều công dụng như thế, nhưng mà rất là nhiều người và rất là nhiều người chưa biết đến cái dòng cây này. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác cái dòng cây chay đang hiện tại đang có mặt ở vườn em. Thì nó là cây chay choai đấy các bác nhé, nó không còn là cây giống nữa. Cây giống thì nó chỉ khoảng tầm 40-50 phân thôi. Tuy nhiên thì cây này thì nhà em đã dâm ủ rồi, chính vì thế cây rất là to. Có những cây nó cao lên tới khoảng 1m7, 1m8, nó cao ngang đầu em rồi nhá. Và hiện tại cái nô chay này vườn em nó chỉ còn khoảng tầm hơn 50 cây. Thì bác nào mà có nhu cầu thì bác nhanh tay các bác đặt các bác nhá, thì cây sẽ còn hàng. Và hiện tại thì giá rất là tốt, các bác có thể thấy này, cây rất là to và đẹp các nhá. Gốc thì được kính gốc được khoảng 1,5 phân rồi, có những cây 1,5 phân, có cây hơn 1 phân. Cái hàng này thì các bác về trồng thì khoảng hơn 2 năm nó sẽ cho quả thôi. Bởi vì cái hàng này cây rất là to rồi. Và đặc biệt là cây rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy. Và những cây chay hiện tại vườn em là cây đang có bầu các bác nhá. Đây có sẵn bầu các bác nhá. Bầu bên dưới đây. Dễ bán ra rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, đây là lá chay này. Lá chay các bác nhá. Thì quả chay nó có cái hình bầu dục ấy các bác, hình bầu dục. Thì quả chay thì vừa nãy em bảo với bác là để nấu thức ăn, thì quả chay này đa phần để kho cá các bác. Người ta dùng cái quả chay để kho cá và nấu canh rất là ngon. Và những cái ngày hè nóng bức ấy, các bác làm cái quả chay này bác kho cá hoặc nấu canh ra rất là mát. Và cái rễ của nó này, bộ rễ này thì rất là nhiều cái phương thuốc kiểu là chữa đau xương khớp các thứ ấy, thì người ta có dùng đến rễ của cây chay các bác nhé. Nếu các bác nào ở các vùng nhiều là miền núi phía Bắc ấy, thì các bác sẽ hiểu được cái cây chay này nó rất là nhiều công dụng. Nó nhiều dòng chám đen ấy. Vừa lấy gỗ này, vừa ăn quả nhá. Vừa lấy gỗ này, vừa ăn quả này. Và vừa làm cây bóng mát luôn. Và những cái cây này thì nó sẽ là giữ đất ấy, để cho mình tránh sạt lở rất là tốt. Cái dòng chay này rất là to các bác nhìn. Đây này. Và quả chanh thì rất là nhiều hình trái tim quá, hình bầu dục ấy. Thì sẽ đăng ảnh lên cho các bác xem. Đó, đây là chay nhà em. Thì hàng này thì nhà em cũng có số lượng nhiều, chính vì thế là giá, nhưng mà mặc dù giá đấy vẫn là giá sẽ rất là tốt cho các bác nhé. Bởi vì là nhà em trồng được và làm ra được cái dòng này, nuôi bầu được, chứ không phải là nhà em đi nhập về. Chính vì thế là giá luôn là giá tốt nhất, cạnh tranh nhất trên thị trường cho các bác. Và cái dòng chay này em nghĩ là trên thị trường thì rất là ít người có những cái cây như này, đây rất là hiếm. Cái loại này thì bác trồng khoảng cách treo khoảng tầm từ 3,5 đến 4 mét nhé. Và đa phần thì em thấy là mỗi nhà chắc chỉ trồng 1-2 cây thì các bác ăn quả thôi và lấy bóng mát luôn. Ít nhà mà trồng nhiều cái dòng này. Những cái cây chay này thì các bác trồng thì rất là ít công chăm sóc được, không tốn công chăm sóc được. Cây này nhà em gần như là không phải bón phân, bón thuốc gì cả. Em cứ để, nhà em cứ để vậy, thôi chứ giỏng mưa ấy. Thời tiết mưa xuống thì nó lại tốt. Và thi thoảng bón một chút phân NPK, phân tổng hợp thôi. Gần như là nhà em này không chăm sóc cái dòng chay này nhiều mấy đâu. Nó khỏe như cái dòng chám đen đấy các bác. Cây rất là khỏe luôn. Và quả chay này ra rất là sai nha các bác nhá. Đó thì nếu mà nhà bác nào hay nhà sân vườn bác nào mà mình còn chưa có cây chay này, cây chay giống này, thì bác lên đặt một vài cây thì các bác trồng, để các bác trải nghiệm thử cái quả chay của nó, xem việc nấu cá nó như thế nào các bác nhá. Ăn cực kỳ ngon luôn. Cái dòng lá chay này thì nó khá là giống với cây lá cây dổi các bác. Rất dễ lầm lẫn với lá cây dổi các bác. Đó thì bác nào mà có nhu cầu bác mua về cái cây dòng cây giống chay các bác nhé, thì bác có thể liên hệ trực tiếp với em sẽ tư vấn cụ thể cho tất cả các bác. Thì cảm ơn tất cả các bác đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ. Thì em xin chúc tất cả các bác thật nhiều sức khỏe và mua những cây trồng chất lượng. Em chào tất cả các bác.